No, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu cái diện về sản phẩm trà lá thuốc nam giảm cân bên mình. Trà lá thuốc nam giảm cân bên mình thì đóng gói dưới dạng là một gói 30 ngày, đó là khoảng không ký đấy ạ. Và mỗi một gói như này sẽ có 30 gói nhỏ như thế này mọi người nhé. Đấy, gói nhỏ thì bên trong mỗi gói này thì thành phần của nó thì bao gồm như con lá sen này, khổ qua, chè vàng, rồi là các cái thảo dược khác như là trần bì, cỏ ngọt thì giúp cho mình uống nó có vị ngọt, nó dễ uống đấy, thì mộc cha, rồi là khổ qua, lá sen đấy. Bài thuốc này thì nó được bào chế hoàn toàn 100% thiên nhiên, nói nên là nó không có tác dụng phụ gì. Không hóa chất bảo quản cho nên hoàn toàn tốt cho sức khỏe mọi người nhé. Đấy, đôi khi mọi người rất là lăn tăn cái vấn đề là giảm cân thị trường bây giờ nó có rất là nhiều loại, thì cũng không biết là uống loại nào cho an toàn. Đấy, cho nên là theo mình thì mọi người nếu như có thời gian đun nấu uống dạng trà lá bên mình thì là ok nhất. Đấy, đảm bảo có giảm mọi người nhé. Giảm sau một liệu trình 30 ngày giảm từ 2-5 kg. Các bạn chú ý là đối với dạng lá thì nó giảm chậm chậm, từ từ đấy, và đào thải mỡ dần dần, cho nên mọi người đừng sốt ruột. Ví dụ sau 15-20 ngày chưa có hiện tượng gì, mọi người nên kiên trì để sử dụng nhé, bởi vì nó an toàn đến sức khỏe. Đấy, quan trọng các bạn nên nhớ rằng là giảm nhưng mà phải an toàn. Chứ còn nếu như mà giảm mà hại đến sức khỏe, hại gan hại thận, như vừa rồi trên TV cũng có đưa tin một chị dùng sản phẩm giảm cân gì đấy để bị hại gan hại thận gì đó và đã bị tử vong đấy, cho nên là rất là nguy hiểm. Mọi người cũng nên cẩn thận chọn sản phẩm giảm cân cho nó an toàn. Đấy, cái công dụng của dạng trà lá bên mình thì nó giúp giảm sau một liệu trình là 2-5 kg, và nó hoàn toàn dùng được cho người già, trẻ em. Đấy, an toàn đến mức như thế. Trẻ em thì 6 tuổi trở lên mọi người nhé, người già 70-80 bị huyết áp cao, huyết thấp thì giúp điều hòa huyết áp không vấn đề gì, và kể cả nam nữ đều uống ok. Đối với phụ nữ sau sinh thì sao, thì sau 1 tháng là các bạn có thể sử dụng được trà lá bên mình rồi, nó không ảnh hưởng gì đến em bé cả. Ngược lại nó còn giúp cho nội sữa hơn và sữa mát hơn, bởi vì trong thành phần nó có chè vàng hoàn toàn từ tự nhiên mọi người nhé. Mọi người nhìn thấy rõ các cái vị thảo dược này cho nên mọi người hoàn toàn yên tâm, không giống như các bạn mua trên thị trường. Đôi khi các bạn mua dưới dạng viên, các bạn tách ra ấy, ngửi bên trong rất là mùi thuốc tây, uống vào mệt và đôi khi buồn rủn chân tay, gọi là phê như thuốc lắc đấy, rất là hại gan hại thận. Nếu như những cái loại thuốc đấy đảm bảo các bạn uống rất là hại gan hại thận, nó chưa tóc thể hiện ngay là các bạn bị đột quỵ ngay, nhưng mà về lâu về dài nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn. Đối với những sản phẩm như thế mà các bạn không nắm bắt được rõ cái thành phần cũng như cái nguồn gốc của sản phẩm đấy, cái liệu trình thuốc bên mình thì các bạn uống sau 30 ngày là các bạn sẽ thấy là cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng, mỡ bụng cảm thấy bớt đi rất là nhiều, cũng như là đặc biệt là sản phẩm này nó không gây tác dụng phụ gì, không gây mất ngủ, thậm chí còn giúp ngủ ngon nữa. Đấy, không mệt buồn nôn, không mệt mỏi rã rời chân tay gì đâu. Đấy, bởi vì nó không có tác dụng phụ, nó hoàn toàn từ lá như này, uống cảm nó còn giúp cho mình hạn chế được mỡ máu này, huyết áp cao, huyết áp giúp điều hòa này. Đấy, gan, ví dụ như là gan các bạn bị hư tổn, các bạn uống rất tốt bởi vì nó giúp cho mát gan, mà mát gan giải độc cũng như điều hòa tim mạch, cho nên những bạn bị bệnh tim mạch uống dạng lá ok nhé. Đấy, những bạn mất ngủ uống cũng giúp ngủ ngon không sợ. Đôi khi các bạn bảo nếu mà ăn được ngủ được như thế thì làm sao giảm cân, không phải cái vấn đề giảm cân ở đây không phải các bạn nhịn ăn là các bạn giảm được, cái vấn đề giảm cân ở đây là tác dụng của thuốc làm tiêu hao mỡ dần dần.
Đấy, mỡ tích lũy lâu ngày trong cơ thể thì khi uống dạng này vào càng thấm dần dần càng lâu, mỡ càng sẽ được vào đào thải ra ngoài. Đấy, và cách sử dụng là các bạn mỗi một gói này các bạn khi các bạn dùng các bạn rửa sạch, cho vào ấm cho mình với 2 lít nước lọc nhé. Các bạn đun sôi nhỏ, đun sôi lên sau đó các bạn vặn nhỏ để khoảng 20-25 phút cho mình. Và sau đó là các bạn chắt nước bỏ tủ lạnh uống trong ngày. Thay nước lọc một ngày cho mình. Và trong cái gói thuốc này nó cũng ghi rất là cụ thể, hướng dẫn sử dụng thành phần và mọi cái. Và chú ý là khi uống dọc trà lá này các bạn cũng nên kết hợp chế độ ăn uống cho mình nhé. Nói chung là đảm bảo cho mình ba yếu tố hạn chế tinh bột, đồ ngọt và đồ béo thì sẽ giúp cho các bạn giảm tốt nhất. Đấy, đôi khi có nhiều bạn sẽ hỏi là nếu như mà dạng thuốc nam bên mình dạng trà lá như này thì mình không có thời gian để đun nấu để sắc uống, thì bên mình cũng có bào chế ra một dạng ra dạng viên để cho mọi người uống. Dạng viên thì sẽ bào chế ra như thế này là 15 viên một gói uống. Nếu như mà 30 ngày sẽ là 4 gói như này 60 viên, còn nếu 15 ngày thì nó sẽ là 2 gói 30 viên. Để trong một cái hộp, trong hộp có hướng dẫn cụ thể kèm theo, cho nên mọi người yên tâm khi nhận thuốc đọc cái hướng dẫn cho mình nhé. Có mã code để mọi người check thông tin của sản phẩm đấy. Đối với dạng viên thì mọi người uống 2 viên một ngày thôi nhé, uống 2 viên một ngày kèm theo uống nhiều nước lọc cho mình 2 đến 3 lít nhé. Đấy, đảm bảo với các bạn là chắc chắn giảm nhé, sản phẩm của mình kể cả dạng lá dạng viên chắc chắn giảm. Đấy, dạng viên 15 ngày 500 giảm từ 1 đến 5 kg và 30 ngày giảm từ 3 đến 10 kg. 600 k đối dạng lá, 30 ngày giảm từ 2 đến 5 kg. Áp dụng cho những bạn chia sẻ đi vào hôm nay thì video hôm nay thì mọi người sẽ mua được dạng lá với giá 500 k, được free ship. Viên thì là 15 ngày thì được mua với giá 430 k và 30 ngày thì mua với giá 800 k. Đấy, free ship nữa áp dụng cho những bạn chia sẻ đi vào nhé. Đấy, về cái thắc mắc như là muốn tư vấn cụ thể thêm, các bạn có thể inbox cho mình với nick là Bách Diệp, hoặc có thể gọi tới số hotline 0981615120 để mình tư vấn cụ thể liệu trình phù hợp với từng cơ địa của mỗi người. Đấy, chốt cuối cùng là mình cam kết sản phẩm bên mình an toàn và chắc chắn giảm mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi video của mình hôm nay. Chúc mọi người có chế độ giảm cân thành công, an toàn. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu cái dạng về sản phẩm trà giả thuốc nam, trà lá thuốc nam giảm cân bên mình. Trà lá thuốc nam giảm cân mình thì đóng gói dưới dạng là một gói 30 ngày, nó nặng khoảng 1 kg đấy ạ. Và mỗi một gói như này sẽ có 30 gói nhỏ như này mọi người nhé. Đấy, gói nhỏ thì bên trong mỗi gói này thì thành phần của nó thì bao gồm như con lá sen này, khổ qua, chè vàng, rồi là các cái thảo dược khác như là trần bì, cỏ ngọt thì giúp cho mình uống nó có vị ngọt, nó dễ uống. Đấy, thì mộc cha rồi là khổ qua, lá sen. Đấy, bài thuốc này thì nó được bào chế hoàn toàn 100% thiên nhiên, nói nên là nó không có tác dụng phụ gì, không hóa chất bảo quản, cho nên hoàn toàn tốt cho sức khỏe mọi người nhé. Đấy, đôi khi mọi người rất là lăn tăn cái vấn đề là giảm cân, thị trường bây giờ nó có rất là nhiều loại, có rất nhiều loại thì cũng không biết là uống là nào cho an toàn. Đấy, cho nên là theo mình thì mọi người nếu như có thời gian đun nấu uống dạng trà lá bên mình thì là ok nhất. Đấy, đảm bảo có giảm mọi người nhé. Giảm sau một liệu trình 30 ngày giảm từ 2 đến 5 kg. Các bạn chú ý là đối với dạng lá thì nó giảm chậm chậm từ từ đấy, và đào thải mỡ dần dần
Cho nên mọi người đừng sốt ruột, ví dụ sau 15-20 ngày chưa có hiện tượng gì, mọi người nên kiên trì để sử dụng nhé, bởi vì nó an toàn cho sức khỏe. Đấy, quan trọng các bạn nên nhớ rằng là giảm nhưng mà phải an toàn, chứ còn nếu như mà giảm mà hại đến sức khỏe, hại gan hại thận. Như vừa rồi trên TV cũng có đưa tin một chị dùng sản phẩm giảm cân gì đấy, để bị hại gan hại thận gì đó và đã phải bị tử vong đấy. Cho nên là rất là nguy hiểm, mọi người cũng nên cẩn thận chọn sản phẩm giảm cân cho nó an toàn. Đấy, cái công dụng quả dạng trà lá bên mình thì nó giảm, rút giảm sau một liệu trình là 2 đến 5 kg, và nó hoàn toàn dùng được cho người già trẻ em. Đấy, an toàn đến mức như thế. Trẻ em thì 6 tuổi trở lên mọi người nhé, người già 70 80 bị huyết áp cao, huyết áp thì giúp điều hòa huyết áp không vấn đề gì. Và kể cả nam nữ đều uống ok. Đối với phụ nữ sau sinh thì sao, thì sau 1 tháng là các bạn có thể sử dụng được trà lá bên mình rồi, nó không ảnh hưởng gì đến em bé cả. Ngược lại, nó còn giúp cho nội sữa hơn và sữa mát hơn, bởi vì trong thành phần nó có chè vàng hoàn toàn từ tự nhiên mọi người nhé. Mọi người nhìn thấy rõ các cái vị thảo dược này, cho nên mọi người hoàn toàn yên tâm, không giống như các bạn mua trên hàng thị trường. Đôi khi các bạn mua dưỡng viên, các bạn tách ra ấy, ngửi bên trong rất là mùi thuốc tây, uống vào mệt và đôi khi buồn rủn chân tay, gọi là phê như thuốc lắc đấy, rất là hại gan hại thận. Nếu như những cái loại thuốc đấy, đảm bảo các bạn uống rất là hại gan hại thận, nó chưa tóc thể hiện ngay là các bạn bị đột quỵ ngay, nhưng mà về lâu về dài nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn. Đối với những sản phẩm như thế mà các bạn không nắm bắt được rõ cái thành phần cũng như cái nguồn gốc của sản phẩm đấy, cái liệu trình thuốc bên mình thì các bạn uống sau 30 ngày là các bạn sẽ thấy là cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng, mỡ bụng cảm thấy bớt đi rất là nhiều, cũng như là đặc biệt là sản phẩm này nó không gây tác dụng phụ gì, không gây mất ngủ, thậm chí còn giúp ngủ ngon nữa. Đấy, không mệt buồn nôn, không mệt mỏi rã rời chân tay gì đâu. Đấy, bởi vì nó không có tác dụng phụ, nó hoàn toàn từ lá như này, uống cảm nó còn giúp cho mình hạn chế được mỡ máu này, huyết áp cao, huyết áp giúp điều hòa này. Đấy, gan ví dụ như là gan các bạn bị hư tổn, các bạn uống cũng rất tốt, bởi vì nó giúp cho mát gan, mà mát gan giải độc cũng như điều hòa tim mạch. Cho nên những người, những bạn bị bệnh tim mạch uống dạng lá ok nhé. Đấy, những bạn mất ngủ uống cũng giúp ngủ ngon không sợ. Đôi khi các bạn bảo nếu mà ăn được ngủ được như thế thì làm sao giảm cân, không phải cái vấn đề giảm cân ở đây không phải các bạn nghiện ăn là các bạn giảm được, cái vấn đề giảm cân ở đây là tác dụng của thuốc làm tiêu hao mỡ dần dần. Đấy, mỡ tích lũy lâu ngày trong cơ thể thì khi uống dạng này vào càng thấm dần dần càng lâu, mỡ càng sẽ được vào đào thải ra ngoài. Đấy, và cách sử dụng là các bạn mỗi một gói này, các bạn khi các bạn dùng, các bạn rửa sạch, cho vào ấm cho mình với 2 lít nước lọc nhé. Các bạn đun sôi nhỏ, đun sôi lên, sau đó các bạn vặn nhỏ để khoảng 20-25 phút cho mình, và sau đó là các bạn vắt nước bỏ tủ lạnh uống trong ngày, thay nước lọc 1 ngày cho mình. Và trong cái gói thuốc này nó cũng ghi rất là cụ thể, hướng dẫn sử dụng thành phần và mọi cái. Và chú ý là khi uống dọc trà lá này, các bạn cũng nên kết hợp chế độ ăn uống cho mình nhé. Nói chung là đảm bảo cho mình 3 yếu tố, hạn chế tinh bột, đồ ngọt và đồ béo thì sẽ giúp cho các bạn giảm tốt nhất. Đấy, đôi khi có nhiều bạn sẽ hỏi là nếu như mà dạng thuốc nam bên mình dạng trà lá như này thì nếu không có thời gian để đun nấu để sắc uống, thì bên mình cũng có bào chế ra một dạng ra ra dạng viên để cho mọi người uống. Dạng viên thì sẽ bào chế ra như thế này, là 15 viên một gói uống. Nếu như mà 30 ngày sẽ là 4 gói như này, 60 viên, còn nếu 15 ngày thì nó sẽ là 2 gói 30 viên. Để trong một cái hộp, trong hộp có hướng dẫn cụ thể kèm theo, cho nên mọi người yên tâm khi nhận thuốc đọc cái hướng dẫn cho mình nhé. Có mã code để mọi người check thông tin của sản phẩm đấy.
đối với dạng viên thì mọi người uống 2 viên một ngày thôi nhé. Uống 2 viên một ngày kèm theo uống nhiều nước lọc cho mình 2 đến 3 lít nhé. Đấy, đảm bảo với các bạn là chắc chắn giảm nhé. Sản phẩm của mình kể cả dạng lá dạng viên chắc chắn giảm. Đấy, dạng viên 15 ngày 500 giảm từ 1 đến 5 kg và 30 ngày giảm từ 3 đến 10 kg. 600k đối dạng lá 30 ngày giảm từ 2 đến 5 kg. À, áp dụng cho những bạn chia sẻ liver hôm nay thì video này thì mọi người sẽ mua được dạng lá với giá 500k, được free ship viên thì là 15 ngày thì được mua với giá 430k và 30 ngày thì mua với giá 800k. Đấy, free ship nữa áp dụng cho những bạn chia sẻ liver nhé. Đấy, cái về cái thắc mắc như là muốn tư vấn cụ thể thêm, các bạn có thể inbox cho mình với nick là Bách Diệp hoặc có thể gọi tới số hotline 0981615420 để mình tư vấn cụ thể liệu trình phù hợp với từng cơ địa của mỗi người. Đấy, chốt cuối cùng là mình cam kết sản phẩm bên mình an toàn và chắc chắn giảm mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi video của mình hôm nay. Chúc mọi người có chế độ giảm cân thành công, an toàn. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu cái diện về sản phẩm trà giảm thuốc nam, trà lá thuốc nam giảm cân bên mình. Trà lá thuốc nam giảm cân mình thì đóng gói dưới dạng là một gói 30 ngày, nó là khoảng 0 kg đấy. Và mỗi một gói như này sẽ có 30 gói nhỏ như này mọi người nhé. Đấy, gói nhỏ thì bên trong mỗi gói này thì thành phần của nó thì bao gồm như con lá sen này, khổ qua, chè vàng, rồi là các cái thảo dược khác như là trần bì, cỏ ngọt thì giúp cho mình uống nó có vị ngọt, nó dễ uống. Đấy, thì mộc cha, rồi là khổ qua, lá sen. Đấy, bài thuốc này thì nó được bào chế hoàn toàn 100% thiên nhiên, nói nên là nó không có tác dụng phụ gì, không hóa chất bảo quản, cho nên hoàn toàn tốt cho sức khỏe mọi người nhé. Đấy, đôi khi mọi người rất là lăn tăn cái vấn đề là giảm cân. Thị trường bây giờ nó có rất là nhiều loại, có rất nhiều loại thì cũng không biết là uống là nào cho an toàn. Đấy, cho nên là theo mình thì mọi người nếu như có thời gian đun nấu uống dạng trà lá bên mình thì là ok nhất. Đấy, đảm bảo có giảm mọi người nhé. Giảm sau một liệu trình 30 ngày giảm từ 2-5 kg. Các bạn chú ý là đối với dạng lá thì nó giảm chậm chậm, từ từ. Đấy, và đào thải mỡ dần dần, cho nên mọi người đừng sốt ruột. Ví dụ sau 15-20 ngày chưa có hiện tượng gì, mọi người nên kiên trì để sử dụng nhé, bởi vì nó an toàn đến sức khỏe. Đấy, quan trọng các bạn nên nhớ rằng là giảm nhưng mà phải an toàn, chứ còn nếu như mà giảm mà hại đến sức khỏe, hại gan hại thận, như vừa rồi trên TV cũng có đưa tin một chị dùng sản phẩm giảm cân gì đấy để bị hại gan hại thận gì đó và đã phải bị tử vong đấy, cho nên là rất là nguy hiểm. Mọi người cũng nên cẩn thận chọn sản phẩm giảm cân cho nó an toàn. Đấy, cái công dụng của dạng trà lá bên mình thì nó giảm, rút giảm sau một liệu trình là 2-5 kg và nó hoàn toàn dùng được cho người già, trẻ em. Đấy, an toàn đến mức như thế. Trẻ em thì 6 tuổi trở lên mọi người nhé, người già 70-80 bị huyết áp cao, huyết thấp thì giúp điều hòa huyết áp không vấn đề gì. Và kể cả nam nữ đều uống ok. Đối với phụ nữ sau sinh thì sao, thì sau 1 tháng là các bạn có thể sử dụng được trà lá bên mình rồi, nó không ảnh hưởng gì đến em bé cả. Ngược lại nó còn giúp cho nội sữa hơn và sữa mát hơn, bởi vì trong thành phần nó có chè vàng hoàn toàn từ tự nhiên mọi người nhé. Mọi người nhìn thấy rõ các cái vị thảo dược này, cho nên mọi người hoàn toàn yên tâm, không giống như các bạn mua trên thị trường. Đôi khi các bạn mua dưới dạng viên, các bạn tách ra ấy, ngửi bên trong rất là mùi thuốc tây, uống vào mệt và
đôi khi bùn rùn chân tay, gọi phê như thuốc lắc đấy, rất là hại gan lại thận. Nếu như những cái loại thuốc đấy, đảm bảo các bạn uống rất là hại gan lại thận, nó chưa tóc thể hiện ngay là các bạn bị đột quỵ ngay, nhưng mà về lâu về dài nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn. Đối với những sản phẩm như thế mà các bạn không nắm bắt được rõ cái thành phần cũng như cái nguồn gốc của sản phẩm đấy, cái liệu trình thuốc bên mình thì các bạn uống sau 30 ngày là các bạn sẽ thấy là cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng, mỡ bụng cảm thấy bớt đi rất là nhiều, cũng như là đặc biệt là sản phẩm này nó không gây tác dụng phụ gì, không gây mất ngủ, thậm chí còn giúp ngủ ngon nữa đấy, không mệt buồn buồn nôn, không mệt mỏi rã rời chân tay gì đâu đấy, bởi vì nó không có tác dụng phụ, nó hoàn toàn từ lá như này uống, cảm nó còn giúp cho mình hạn chế được mỡ máu này, huyết áp cao, huyết áp giúp điều hòa này đấy, gan ví dụ như là gan các bạn bị hư tổn, các bạn uống rất tốt bởi vì nó giúp cho mát gan, mà mát gan giải độc cũng như điều hòa tim mạch, cho nên những người những bạn bị bệnh tim mạch uống nặng lá ok nhé đấy. Những bạn mất ngủ uống cũng giúp ngủ ngon không sợ. Đôi khi các bạn bảo nếu mà ăn được ngủ được như thế thì làm sao giảm cân, không phải cái vấn đề giảm cân ở đây không phải các bạn nhịn ăn là các bạn giảm được, cái vấn đề giảm cân ở đây là tác dụng của thuốc làm tiêu hao mỡ dần dần đấy, mỡ tích lũy lâu ngày trong cơ thể thì khi uống dạng này vào càng thấm dần dần càng lâu, mỡ càng sẽ được đào thải ra ngoài đấy. Và cách sử dụng là các bạn mỗi một gói này các bạn khi các bạn dùng các bạn rửa sạch, cho vào ấm cho mình với 2 lít nước lọc nhé, các bạn đun sôi nhỏ, đun sôi lên sau đó các bạn vặn nhỏ để khoảng 20-25 phút cho mình, và sau đó là các bạn vắt nước bỏ tủ lạnh uống trong ngày, thay nước lọc một ngày cho mình. Và trong cái gói thuốc này nó cũng ghi rất là cụ thể hướng dẫn sử dụng thành phần và mọi cái, và chú ý là khi uống dọc trà lá này các bạn cũng nên kết hợp chế độ ăn uống cho mình nhé, nói chung là đảm bảo cho mình 3 yếu tố: hạn chế tinh bột, đồ ngọt và đồ béo thì sẽ giúp cho các bạn giảm tốt nhất đấy. Đôi khi có nhiều bạn sẽ hỏi là nếu như mà dạng thuốc nam bên mình dạng trà lá như này thì nếu không có thời gian để đun nấu để sắc uống thì bên mình cũng có bào chế là một dạng ra dạng viên để cho mọi người uống. Dạng viên thì sẽ bào chế ra như thế này là 15 viên một gói uống. Nếu như mà 30 ngày sẽ là 4 gói như này 60 viên, còn nếu 15 ngày thì nó sẽ là 2 gói 30 viên, và được và trong để trong một cái hộp, trong hộp có hướng dẫn cụ thể kèm theo, cho nên mọi người yên tâm khi nhận thuốc đọc hướng dẫn cho mình nhé. Có mã code để mọi người check thông tin của sản phẩm đấy. Đối với dạng viên thì mọi người uống 2 viên một ngày thôi nhé, uống 2 viên một ngày kèm theo uống nhiều nước lọc cho mình 2 đến 3 lít nhé đấy, đảm bảo với các bạn là chắc chắn giảm nhé. Sản phẩm của mình kể cả dạng lá dạng viên chắc chắn giảm đấy, dạng viên 15 ngày 500 giảm từ 1 đến 5 kg, và 30 ngày giảm từ 3 đến 10 kg, 600 k đối với dạng lá, 30 ngày giảm từ 2 đến 5 kg. Áp dụng cho những bạn chia sẻ liver hôm nay thì video này thì mọi người sẽ mua được dạng lá với giá 500 k, được free ship, viên thì là 15 ngày thì được mua với giá 430 k, và 30 ngày thì mua với giá 800 k đấy. Free ship nữa, áp dụng cho những bạn chia sẻ liver nhé đấy. Về cái thắc mắc như là muốn tư vấn cụ thể thêm, các bạn có thể inbox cho mình với nick là Bách Diệp, hoặc có thể gọi tới số hotline 0981 615 120 để mình tư vấn cụ thể liệu trình phù hợp với từng cơ địa của mỗi người đấy. Chốt cuối cùng là mình cam kết sản phẩm bên mình an toàn và chắc chắn giảm mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi video của mình hôm nay. Chúc mọi người có chế độ giảm cân thành công, an toàn. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu
cái diện về sản phẩm trà lá thuốc nam giảm cân Ninh Bình. Trà lá thuốc nam giảm cân Ninh Bình thì đóng gói dưới dạng là một gói 30 ngày, nó nặng khoảng 1 kg đấy. Và mỗi một gói như này sẽ có 30 gói nhỏ như này mọi người nhé. Đấy, gói nhỏ thì bên trong mỗi gói này thì thành phần của nó thì bao gồm như con lá sen này, khổ qua, chè vàng, rồi là các cái thảo dược khác như là trần bì, cỏ ngọt thì giúp cho mình uống nó có vị ngọt, nó dễ uống. Đấy, thì mộc cha, rồi là khổ qua, lá sen. Đấy, bài thuốc này thì nó được bào chế hoàn toàn 100% thiên nhiên, nói nên là nó không có tác dụng phụ gì, không hóa chất bảo quản, cho nên hoàn toàn tốt cho sức khỏe mọi người nhé. Đấy, đôi khi mọi người rất là lăn tăn cái vấn đề là giảm cân. Thị trường bây giờ nó có rất là nhiều loại, có rất nhiều loại thì cũng không biết là uống loại nào cho an toàn. Đấy, cho nên là theo mình thì mọi người nếu như có thời gian đun nấu uống dạng trà lá bên mình thì là ok nhất. Đấy, đảm bảo có giảm mọi người nhé. Giảm xong một liệu trình 30 ngày giảm từ 2 đến 5 kg. Các bạn chú ý là đối với dạng lá thì nó giảm chậm chậm, từ từ đấy, và đào thải mỡ dần dần, cho nên mọi người đừng sốt ruột. Ví dụ sau 15-20 ngày chưa có hiện tượng gì, mọi người nên kiên trì để sử dụng nhé, bởi vì nó an toàn đến sức khỏe. Đấy, quan trọng các bạn nên nhớ rằng là giảm nhưng mà phải an toàn, chứ còn nếu như mà giảm mà hại đến sức khỏe, hại gan hại thận. Như vừa rồi trên TV cũng có đưa tin một chị dùng sản phẩm giảm cân gì đấy để bị hại gan hại thận gì đó, và đã phải bị tử vong đấy, cho nên là rất là nguy hiểm. Mọi người cũng nên cẩn thận chọn sản phẩm giảm cân cho nó an toàn. Đấy, cái công dụng của dạng trà lá bên mình thì nó giảm, rút giảm sau một liệu trình là 2 đến 5 kg, và nó hoàn toàn dùng được cho người già trẻ em. Đấy, an toàn đến mức như thế. Trẻ em thì 6 tuổi trở lên mọi người nhé, người già 70 80 bị huyết áp cao, huyết thấp thì giúp điều hòa huyết áp không vấn đề gì, và kể cả nam nữ đều uống ok. Đối với phụ nữ sau sinh thì sao, thì sau 1 tháng là các bạn có thể sử dụng được trà lá bên mình rồi, nó không ảnh hưởng gì đến em bé cả. Ngược lại, nó còn giúp cho nội sữa hơn và sữa mát hơn, bởi vì trong thành phần nó có chè vàng hoàn toàn từ tự nhiên mọi người nhé. Mọi người nhìn thấy rõ các cái vị thảo dược này, cho nên mọi người hoàn toàn yên tâm, không giống như các bạn mua trên thị trường. Đôi khi các bạn mua dưới dạng viên, các bạn tách ra ấy, ngửi bên trong rất là mùi thuốc tây, uống vào mệt và đôi khi buồn rủn chân tay, gọi là phê như thuốc lắc đấy, rất là hại gan hại thận. Nếu như những cái loại thuốc đấy, đảm bảo các bạn uống rất là hại gan hại thận, nó chưa tóc thể hiện ngay là các bạn bị đột quỵ ngay, nhưng mà về lâu về dài nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn. Đối với những sản phẩm như thế mà các bạn không nắm bắt được rõ cái thành phần cũng như cái nguồn gốc của sản phẩm đấy, cái liệu trình thuốc bên mình thì các bạn uống sau 30 ngày là các bạn sẽ thấy là cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng, mỡ bụng cảm thấy bớt đi rất là nhiều, cũng như là đặc biệt là sản phẩm này nó không gây tác dụng phụ gì, không gây mất ngủ, thậm chí còn giúp ngủ ngon nữa. Đấy, không mệt buồn buồn nôn, không mệt mỏi rã rời chân tay gì đâu. Đấy, bởi vì nó không có tác dụng phụ, nó hoàn toàn từ lá như này, uống cảm nó còn giúp cho mình hạn chế được mỡ máu này, huyết áp cao, huyết thấp, giúp điều hòa này. Đấy, gan, ví dụ như là gan các bạn bị hư tổn, các bạn uống rất tốt, bởi vì nó giúp cho mát gan, mà mát gan giải độc cũng như điều hòa tim mạch, cho nên những bạn bị bệnh tim mạch uống dạng lá ok nhé. Đấy, những bạn mất ngủ uống cũng giúp ngủ ngon không sợ. Đôi khi các bạn bảo nếu mà ăn được ngủ được như thế thì làm sao giảm cân, không phải cái vấn đề giảm cân ở đây không phải các bạn nhịn ăn là các bạn giảm được, cái vấn đề giảm cân ở đây là tác dụng của thuốc làm tiêu hao mỡ dần dần. Đấy, mỡ tích lũy lâu ngày trong cơ thể thì khi uống dạng này vào
càng thấm dần dần càng nâu, mỡ càng sẽ được bào đào thải ra ngoài đấy. Và cách sử dụng là các bạn mỗi một gói này, các bạn khi các bạn dùng, các bạn rửa sạch, cho vào ấm cho mình với 2 lít nước lọc nhé. Các bạn đun sôi nhỏ, đun sôi lên, sau đó các bạn vặn nhỏ để khoảng 20-25 phút cho mình, và sau đó là bạn các bạn chắt nước bỏ vào tủ lạnh uống trong ngày, thay nước lọc một ngày cho mình. Và trong cái gói thuốc này nó cũng ghi rất là cụ thể hướng dẫn sử dụng thành phần và mọi cái. Và chú ý là khi uống dọc trà lá này, các bạn cũng nên kết hợp chế độ ăn uống cho mình nhé. Nói chung là đảm bảo cho mình ba yếu tố: hạn chế tinh bột, đồ ngọt và đồ béo thì sẽ giúp cho các bạn giảm tốt nhất đấy. Đôi khi có nhiều bạn sẽ hỏi là nếu như mà dạng thuốc nam bên mình dạng trà lá như này thì nếu không có thời gian để đun nấu để sắc uống, thì bên mình cũng có bào chế ra một dạng ra dạng viên để cho mọi người uống. Dạng viên thì sẽ bào chế ra như thế này, là 15 viên một gói uống. Nếu như mà 30 ngày sẽ là 4 gói như này 60 viên, còn nếu 15 ngày thì nó sẽ là 2 gói 30 viên. Và trong để trong một cái hộp, trong hộp có hướng dẫn cụ thể kèm theo, cho nên mọi người yên tâm khi nhận thuốc đọc hướng dẫn cho mình nhé. Có mã code để mọi người check thông tin của sản phẩm đấy. Đối với dạng viên thì mọi người uống 2 viên một ngày thôi nhé, uống 2 viên một ngày kèm theo uống nhiều nước lọc cho mình 2 đến 3 lít nhé. Đấy, đảm bảo với các bạn là chắc chắn giảm nhé. Sản phẩm của mình kể cả dạng lá dạng viên chắc chắn giảm. Đấy, dạng viên 15 ngày 500 giảm từ 1 đến 5 kg và 30 ngày giảm từ 3 đến 10 kg. 600k đối dạng lá 30 ngày giảm từ 2 đến 5 kg. Áp dụng cho những bạn chia sẻ liver hôm nay thì video này thì mọi người sẽ mua được dạng lá với giá 500k, được free ship viên thì là 15 ngày thì được mua với giá 430k và 30 ngày thì mua với giá 800k đấy. Free ship nữa áp dụng cho những bạn chia sẻ liver nhé đấy. Về cái thắc mắc như là muốn tư vấn cụ thể thêm, các bạn có thể inbox cho mình với nick là Bách Diệp, hoặc có thể gọi tới số hotline 0981615420 để mình tư vấn cụ thể liệu trình phù hợp với từng cơ địa của mỗi người đấy. Chốt cuối cùng là mình cam kết sản phẩm bên mình an toàn và chắc chắn giảm mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi video của mình hôm nay. Chúc mọi người có chế độ giảm cân thành công, an toàn. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu cái diện về sản phẩm trà giả thuốc nam, trà lá thuốc nam giảm cân bên mình. Trà lá thuốc nam giảm cân bên mình thì đóng gói dưới dạng là một gói 30 ngày, đó là khoảng 0 kg đấy. Và mỗi một gói như này sẽ có 30 gói nhỏ như thế này mọi người nhé. Đấy, gói nhỏ thì bên trong mỗi gói này thì thành phần của nó thì bao gồm như con lá sen này, khổ qua, chè vàng, rồi là các cái thảo dược khác như là trần bì, cỏ ngọt thì giúp cho mình uống nó có vị ngọt, nó dễ uống đấy, thì mộc cha, rồi là khổ qua, nghe xem đấy. Bài thuốc này thì nó được bào chế hoàn toàn 100% thiên nhiên, nói nên là nó không có tác dụng phụ gì, không hóa chất bảo quản, cho nên hoàn toàn tốt cho sức khỏe mọi người nhé. Đấy, đôi khi mọi người rất là lăn tăn cái vấn đề là giảm cân thị trường bây giờ nó có rất là nhiều loại, có rất nhiều loại thì cũng không biết là uống loại nào cho an toàn đấy. Cho nên là theo mình thì mọi người nếu như có thời gian đun nấu uống dạng trà lá bên mình thì là ok nhất đấy, đảm bảo có giảm mọi người nhé. Giảm sau một liệu trình 30 ngày giảm từ 2-5 kg. Các bạn chú ý là đối với dạng lá thì nó giảm chậm chậm từ từ đấy, và đào thải mỡ dần dần, cho nên mọi người đừng sốt ruột. Ví dụ sau 15-20 ngày chưa có hiện tượng gì
mọi người nên kiên trì để sử dụng nhé, bởi vì nó an toàn đến sức khỏe. Đấy, quan trọng các bạn nên nhớ rằng là giảm nhưng mà phải an toàn, chứ còn nếu như mà giảm mà hại đến sức khỏe, hại gan hại thận. Như vừa rồi trên TV cũng có đưa tin một chị dùng sản phẩm giảm cân gì đấy để bị hại gan hại thận gì đó và đã phải bị tử vong đấy, cho nên là rất là nguy hiểm. Mọi người cũng nên cẩn thận chọn sản phẩm cân, giảm cân cho nó an toàn. Đấy, cái công dụng của dạng trà lá bên mình thì nó giảm, rút giảm sau một liệu trình là 2 đến 5 kg và nó hoàn toàn dùng được cho người già, trẻ em. Đấy, an toàn đến mức như thế. Trẻ em thì 6 tuổi trở lên mọi người nhé, người già 70 80 bị huyết áp cao, huyết thấp thì giúp điều hòa huyết áp không vấn đề gì. Và kể cả nam nữ đều uống ok. Đối với phụ nữ sau sinh thì sao, thì sau 1 tháng là các bạn có thể sử dụng được trà lá bên mình rồi, nó không ảnh hưởng gì đến em bé cả. Ngược lại, nó còn giúp cho nội sữa hơn và sữa mát hơn, bởi vì trong thành phần nó có chè vàng hoàn toàn từ tự nhiên mọi người nhé. Mọi người nhìn thấy rõ các cái vị thảo dược này cho nên mọi người hoàn toàn yên tâm, không giống như các bạn mua trên thị trường. Đôi khi các bạn mua dưới động viên, các bạn tách ra ấy, ngửi bên trong rất là mùi thuốc tây, uống vào mệt và đôi khi buồn rủn chân tay, gọi là phê như thuốc lắc đấy, rất là hại gan hại thận. Nếu như những cái loại thuốc đấy đảm bảo các bạn uống rất là hại gan hại thận, nó chưa tóc thể hiện ngay là các bạn bị đột quỵ ngay, nhưng mà về lâu về dài nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn. Đối với những sản phẩm như thế mà các bạn không nắm bắt được rõ cái thành phần cũng như cái nguồn gốc của sản phẩm đấy, cái liệu trình thuốc bên mình thì các bạn uống sau 30 ngày là các bạn sẽ thấy là cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng, mỡ bụng cảm thấy bớt đi rất là nhiều, cũng như là đặc biệt là sản phẩm này nó không gây tác dụng phụ gì, không gây mất ngủ, thậm chí còn giúp ngủ ngon nữa. Đấy, không mệt buồn nôn, không mệt mỏi rã rời chân tay gì đâu. Đấy, bởi vì nó không có tác dụng phụ, nó hoàn toàn từ lá như này, uống cảm nó còn giúp cho mình hạn chế được mỡ máu này, huyết áp cao, huyết áp giúp điều hòa này. Đấy, gan, ví dụ như là gan các bạn bị hư tổn, các bạn uống rất tốt bởi vì nó giúp cho mát gan, mà mát gan giải độc cũng như điều hòa tim mạch, cho nên những người, những bạn bị bệnh tim mạch uống lá ok nhé. Đấy, những bạn mất ngủ uống cũng giúp ngủ ngon không sợ. Đôi khi các bạn bảo nếu mà ăn được ngủ được như thế thì làm sao giảm cân, không phải cái vấn đề giảm cân ở đây không phải các bạn nhịn ăn là các bạn giảm được, cái vấn đề giảm cân ở đây là tác dụng của thuốc làm tiêu hao mỡ dần dần. Đấy, mỡ tích lũy lâu ngày trong cơ thể thì khi uống dạng này vào càng thấm dần dần càng lâu, mỡ càng sẽ được vào đào thải ra ngoài. Đấy, và cách sử dụng là các bạn mỗi một gói này các bạn khi các bạn dùng các bạn rửa sạch, cho vào ấm cho mình với 2 lít nước lọc nhé. Các bạn đun sôi nhỏ, đun sôi lên sau đó các bạn vặn nhỏ để khoảng 20-25 phút cho mình, và sau đó là các bạn chắt nước bỏ vào tủ lạnh uống trong ngày, thay nước lọc một ngày cho mình. Và trong cái gói thuốc này nó cũng ghi rất là cụ thể hướng dẫn sử dụng thành phần và mọi cái. Và chú ý là khi uống dọc trà lá này các bạn cũng nên kết hợp chế độ ăn uống cho mình nhé. Nói chung là đảm bảo cho mình ba yếu tố: hạn chế tinh bột, đồ ngọt và đồ béo thì sẽ giúp cho các bạn giảm tốt nhất. Đấy, đôi khi có nhiều bạn sẽ hỏi là nếu như mà dạng thuốc nam bên mình dạng trà lá như này thì mình không có thời gian để đun nấu, để sắc uống, thì bên mình cũng có bào chế ra một dạng ra dạng viên để cho mọi người uống. Dạng viên thì sẽ bào chế ra như thế này là 15 viên một gói uống. Nếu như mà 30 ngày sẽ là 4 gói như này 60 viên, còn nếu 15 ngày thì sẽ là 2 gói 30 viên. Và để trong một cái hộp, trong hộp có hướng dẫn cụ thể kèm theo, cho nên mọi người yên tâm khi nhận thuốc đọc hướng dẫn cho mình nhé. Có mã code để mọi người check thông tin của sản phẩm đấy. Đối với dạng viên thì mọi người uống 2 viên một ngày thôi nhé, uống 2
2 viên một ngày, kèm theo uống nhiều nước lọc cho mình 2 đến 3 lít nhé. Đấy, đảm bảo với các bạn là chắc chắn giảm nhé. Sản phẩm của mình kể cả dạng lá dạng viên chắc chắn giảm. Đấy, dạng viên 15 ngày 500 giảm từ 1 đến 5 kg và 30 ngày giảm từ 3 đến 10 kg. 600k đối dạng lá 30 ngày giảm từ 2 đến 5 kg. À, áp dụng cho những bạn chia sẻ đi vào hôm nay thì video hôm nay thì mọi người sẽ mua được dạng lá với giá 500k, được free ship viên thì là 15 ngày thì được mua với giá 430k và 30 ngày thì mua với giá 800k. Đấy, free ship nữa áp dụng cho những bạn chia sẻ đi vào nhé. Đấy, về cái thắc mắc như là muốn tư vấn cụ thể thêm, các bạn có thể inbox cho mình với nick là Bách Diệp hoặc có thể gọi tới số hotline 0981615120 để mình tư vấn cụ thể liệu trình phù hợp với từng cơ địa của mỗi người. Đấy, chốt cuối cùng là mình cam kết sản phẩm bên mình an toàn và chắc chắn giảm mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi video của mình hôm nay. Chúc mọi người có chế độ giảm cân thành công, an toàn. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu cái diện về sản phẩm trà giả thuốc nam, trà lá thuốc nam giảm cân bên mình. Trà lá thuốc nam giảm cân bên mình thì đóng gói dưới dạng là một gói 30 ngày, nó là khoảng 0 kg đấy. Và mỗi một gói như này sẽ có 30 gói nhỏ như này mọi người nhé. Đấy, gói nhỏ thì bên trong mỗi gói này thì thành phần của nó thì bao gồm như con lá sen này, khổ qua, chè vàng, rồi là các cái thảo dược khác như là trần bì, cỏ ngọt thì giúp cho mình uống nó có vị ngọt, nó dễ uống. Đấy, thì mộc cha, rồi là khổ qua, lá sen. Đấy, bài thuốc này thì nó được bảo chế hoàn toàn 100% thiên nhiên, nói nên là nó không có tác dụng phụ gì, không hóa chất bảo quản, cho nên hoàn toàn tốt cho sức khỏe mọi người nhé. Đấy, đôi khi mọi người rất là lăn tăn cái vấn đề là giảm cân thị trường bây giờ nó có rất là nhiều loại, thì cũng không biết là uống loại nào cho an toàn. Đấy, cho nên là theo mình thì mọi người nếu như có thời gian đun nấu uống dạng trà lá bên mình thì là ok nhất. Đấy, đảm bảo có giảm mọi người nhé. Giảm sau một liệu trình 30 ngày giảm từ 2-5 kg. Các bạn chú ý là đối với dạng lá thì nó giảm chậm chậm, từ từ. Đấy, và đào thải mỡ dần dần, cho nên mọi người đừng sốt ruột. Ví dụ sau 15-20 ngày chưa có hiện tượng gì, mọi người nên kiên trì để sử dụng nhé, bởi vì nó an toàn cho sức khỏe. Đấy, quan trọng các bạn nên nhớ rằng là giảm nhưng mà phải an toàn, chứ còn nếu như mà giảm mà hại đến sức khỏe, hại gan hại thận, như vừa rồi trên TV cũng có đưa tin một chị dùng sản phẩm giảm cân gì đấy để bị hại gan hại thận gì đó và đã phải bị tử vong đấy, cho nên là rất là nguy hiểm. Mọi người cũng nên cẩn thận chọn sản phẩm giảm cân cho nó an toàn. Đấy, cái công dụng của dạng trà lá bên mình thì nó giảm, rút giảm sau một liệu trình là 2-5 kg và nó hoàn toàn dùng được cho người già, trẻ em. Đấy, an toàn đến mức như thế. Trẻ em thì 6 tuổi trở lên mọi người nhé, người già 70-80 bị huyết áp cao, huyết thấp thì giúp điều hòa huyết áp không vấn đề gì, và kể cả nam nữ đều uống ok. Đối với phụ nữ sau sinh thì sao, thì sau 1 tháng là các bạn có thể sử dụng được trà lá bên mình rồi, nó không ảnh hưởng gì đến em bé cả. Ngược lại, nó còn giúp cho nội sữa hơn và sữa mát hơn, bởi vì trong thành phần nó có chè vàng hoàn toàn từ tự nhiên mọi người nhé. Mọi người nhìn thấy rõ các cái vị thảo dược này, cho nên mọi người hoàn toàn yên tâm, không giống như các bạn mua trên thị trường. Đôi khi các bạn mua dưới dạng viên, các bạn tách ra ấy, ngửi bên trong rất là mùi thuốc tây, uống vào mệt và đôi khi buồn rủn chân tay,
gọi là phê như thuốc lắc đấy, rất là hại gan hại thận. Nếu như những cái loại thuốc đấy đảm bảo các bạn uống rất hại gan hại thận, nó chưa tóc thể hiện ngay là các bạn bị đột quỵ ngay, nhưng mà về lâu về dài nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các bạn. Đối với những sản phẩm như thế mà các bạn không nắm bắt được rõ cái thành phần cũng như cái nguồn gốc của sản phẩm đấy, cái liệu trình thuốc bên mình thì các bạn uống sau 30 ngày là các bạn sẽ thấy là cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng, mỡ bụng cảm thấy bớt đi rất là nhiều, cũng như là đặc biệt là sản phẩm này nó không gây tác dụng phụ gì, không gây mất ngủ, thậm chí còn giúp ngủ ngon nữa đấy, không mệt buồn nôn, không mệt mỏi rã rời chân tay gì đâu đấy, bởi vì nó không có tác dụng phụ, nó hoàn toàn từ lá như này uống cảm, nó còn giúp cho mình hạn chế được mỡ máu này, huyết áp cao, huyết áp giúp điều hòa này đấy, gan ví dụ như là gan các bạn bị hư tổn các bạn uống rất tốt, bởi vì nó giúp cho mát gan mà, mát gan giải độc cũng như điều hòa tim mạch, cho nên những người những bạn bị bệnh tim mạch uống là ok nhé đấy. Những bạn mất ngủ uống cũng giúp ngủ ngon không sợ. Đôi khi các bạn bảo nếu mà ăn được ngủ được như thế thì làm sao giảm cân, không phải cái vấn đề giảm cân ở đây không phải các bạn nhịn ăn là các bạn giảm được, cái vấn đề giảm cân ở đây là tác dụng của thuốc làm tiêu hao mỡ dần dần đấy. Mỡ tích lũy lâu ngày trong cơ thể thì khi uống dạng này vào càng thấm dần dần càng lâu, mỡ càng sẽ được vào đào thải ra ngoài đấy. Và cách sử dụng là các bạn mỗi một gói này các bạn khi các bạn dùng các bạn rửa sạch, cho vào ấm cho mình với 2 lít nước lọc nhé. Các bạn đun sôi nhỏ, đun sôi lên sau đó các bạn vặn nhỏ để khoảng 20-25 phút cho mình, và sau đó là các bạn chắt nước bỏ vào tủ lạnh uống trong ngày, thay nước lọc một ngày cho mình. Và trong cái gói thuốc này nó cũng ghi rất là cụ thể hướng dẫn sử dụng thành phần và mọi cái. Và chú ý là khi uống dọc trà lá này các bạn cũng nên kết hợp chế độ ăn uống cho mình nhé. Nói chung là đảm bảo cho mình ba yếu tố hạn chế tinh bột, đồ ngọt và đồ béo thì sẽ giúp cho các bạn giảm tốt nhất đấy. Đôi khi có nhiều bạn sẽ hỏi là nếu như mà dạng thuốc nam bên mình dạng trà lá như này thì mình không có thời gian để đun nấu để sắc uống, thì bên mình cũng có bào chế ra một dạng ra dạng viên để cho mọi người uống. Dạng viên thì sẽ bào chế ra như thế này là 15 viên một gói uống. Nếu như mà 30 ngày sẽ là 4 gói như này 60 viên, còn nếu 15 ngày thì sẽ là 2 gói 30 viên, và trong để trong một cái hộp, trong hộp có hướng dẫn cụ thể kèm theo, cho nên mọi người yên tâm khi nhận được thuốc đọc cái hướng dẫn cho mình nhé. Có mã code để mọi người check thông tin của sản phẩm đấy. Đối với dạng viên thì mọi người uống 2 viên một ngày thôi nhé, uống 2 viên một ngày kèm theo uống nhiều nước lọc cho mình 2-3 lít nhé đấy. Đảm bảo với các bạn là chắc chắn giảm nhé. Sản phẩm của mình kể cả dạng lá dạng viên chắc chắn giảm đấy. Dạng viên 15 ngày 500 giảm từ 1-5 kg, và 30 ngày giảm từ 3-10 kg. 600k đối dạng lá, 30 ngày giảm từ 2-5 kg. Áp dụng cho những bạn chia sẻ đi vào hôm nay thì video này thì mọi người sẽ mua được dạng lá với giá 500k, được free ship. Viên thì là 15 ngày thì được mua với giá 430k, và 30 ngày thì mua với giá 800k đấy. Free ship nữa, áp dụng cho những bạn chia sẻ đi vào nhé đấy. Về cái thắc mắc như là muốn tư vấn cụ thể thêm, các bạn có thể inbox cho mình với nick là Bách Diệp, hoặc có thể gọi tới số hotline 0981615420 để mình tư vấn cụ thể liệu trình phù hợp với từng cơ địa của mỗi người đấy. Chốt cuối cùng là mình cam kết sản phẩm bên mình an toàn và chắc chắn giảm mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi video của mình hôm nay. Chúc mọi người có chế độ giảm cân thành công, an toàn.